thành bưởi, từ chăm sóc khách hàng đến văn minh vận tải. Ông Lê Đức Thành, sinh năm 1956, là một người có quá trình lao động và kinh doanh đầy gian nan và nỗ lực. Theo một bài viết trên báo Công an Nhân dân, ông Thành từng là lính lái xe Trường Sơn trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về vẫn làm nghề lái xe. Ban đầu, ông đi lái xe thuê, rồi dần dần mua được xe nhỏ tự chạy. Sau đó, ông mở rộng kinh doanh bằng cách rủ bạn bè chạy cùng, mua thêm xe và thuê lái xe. Từ một công ty chuyên vận chuyển khách và hàng hóa, giờ đây Thành Bưởi đã và đang trở thành một công ty đa ngành, đa lĩnh vực trên cả nước. Giản dị đến xuề xòa, mở rộng cửa tiếp mọi khách, nhưng điều hành mọi chuyện tự tin quyết liệt như bản tính con nhà lính. Ông Thành, giám đốc công ty Thành Bưởi nhào trái nhào phải, miệng chỉ đạo liên hồi qua cái tai nghe gắn không dây với cái điện thoại. Ừ thì Thành, sao công ty lại đặt là Thành Bưởi? Hề hề, tại bà xã tên Bưởi, ông Thành nói. Bả làm lơ, tôi lái, lặn lội ngang dọc kiếm sống, mọi người quen gọi xe thế, và khi lập công ty cũng cứ thế. Đơn giản như cuộc sống, bươn chải kiếm sống và làm đẹp cho đời. Từ lính lái xe Trường Sơn, trở về vẫn là người lái xe. Đi lái xe thuê, vợ chồng chung lưng đấu cật, nhận từ những việc nhỏ, suốt ngày rong ruổi bon bon, rồi mua xe nhỏ tự chạy, đông khách, rủ, nhờ bạn bè chạy cùng. Đông khách hơn kiếm được thêm, từ từ mua thêm xe. Ngoài bằng lái xe, ông Thành có cái bằng khác nữa, bằng tốt nghiệp lớp 7/10. Thế thôi, rồi làm sao thành công nhanh vậy? Ra công ty năm 2000 mà nay bến bãi khang trang với 200 đầu xe chạy ngang dọc với thương hiệu ấm trong lòng người. Tưởng rằng ông sẽ giải thích bằng các phân tích kinh tế hay lý luận làm ăn gì ghê gớm, hóa ra ông bảo: muốn làm được là phải có uy tín, nhân tố con người, đạo đức. Cao siêu quá là không hiểu. Thực hành ở công ty Thành Bưởi chỉ là phục vụ khách tử tế tối đa, ông Thành nói. Và ông lý luận, mình là phục vụ, phải phục vụ cho chu đáo. Khách mang tiền tới, phải đối xử tử tế, đối xử tồi tệ là không được. Mình phải tôn trọng khách, người ta mới tôn trọng mình được. Dường như le lói một văn minh vận tải. Văn minh vận tải hả? Chả biết thế nào, nhưng tôi lúc nào cũng bắt nhân viên phải có lịch sự, hỏi han khách đúng mức, đối xử con người với con người. Đối xử tàn tệ, cằn nhằn với khách là không được. Bất cứ ai đối xử không được là loại bỏ ngay. Trong khi các nhà quy hoạch đô thị còn loay hoay tìm thêm chỗ thiết kế, xây dựng nhà để xe, hầm để xe tại địa điểm kinh doanh Thành Bưởi, hàng loạt nhà cao tầng cũ được cải tạo lại, biến thành nhà để xe cho khách, có thang máy chuyên dụng đưa xe lên xuống. Xe máy khách dựng ngay ngắn theo từng khu vực trên các tầng nhà rộng mênh mông. Lại có các khu nhà nghỉ cho khách, miễn phí cho khách chờ xe. Nhiều khách gọi đó là hotel Thành Bưởi, không bụi bặm, sạch sẽ, cứ việc tắm rửa, nghỉ ngơi mỗi khi đợi xe, chuyển xe. Mọi thắc mắc, cần hỏi đều được trả lời, hướng dẫn chu đáo. Khách còn được phát cạc ghi thông tin, số điện thoại gọi miễn phí và cả số điện thoại của giám đốc. Không có phó giám đốc, nhân viên không nhiều, cắt cớ điều gì có thể gọi hoặc gặp thẳng giám đốc Thành. Nhiều việc phải giải quyết, cả những việc hòa giải, thỏa thuận với khách ưu tiên người này đi trước, người kia chờ thêm một tí, cứ như một thành viên đoàn khách. Ông Thành không ngớt trả lời điện thoại như một điện thoại viên ở tổng đài, trong khi vẫn thoăn thoắt tới các nhân viên hướng dẫn, chỉ trỏ, ra dấu, gật đầu lắc đầu. Việc gì cũng đến tay, trăm dâu đổ đầu tằm như thế rồi làm sao làm? Làm sao còn có thời giờ quản lý? Đấy, việc như thế, phải tỉ mỉ, chăm sóc từng ly từng tí và phải làm gương cho nhân viên. Quản lý thì có cơ chế, kiểm soát, ai muốn làm sai cũng khó, ông Thành nói, dù mình phải thức hôm dậy khuya. Quản lý Thành Bưởi chặt hơn, chẳng hạn, trước khi xe chạy đã gửi mail lên quản lý báo số lượng khách. Nhiều cách quản lý chặt mà vẫn để tự giác, nhưng nhân viên muốn làm ẩu cũng khó. Dám nghĩ và dám làm, và đã làm là làm quyết liệt. Thời hai vợ chồng tự chạy rồi ông đòi mua xe, bà cứ cản vì sợ không có đủ khách. Ông kiên quyết làm rồi chứng minh cho thấy mình làm tốt vẫn đông khách. Làm xe tải, rồi chuyển lại xe khách, nhiều người cản, nhưng ông bảo kệ tôi và chứng minh làm tốt được khách quý, ghi vào lòng. Có không ít đối tác nước ngoài muốn vào hùng hạp với ông Thành làm xe khách. Ông nghĩ tới nghĩ lui rồi cho rằng nước ngoài vào không làm nổi. Họ có vốn,
có đủ phương tiện hiện đại văn minh sao không làm được? Ông có chủ quan không vậy? Không, tôi không chủ quan. Nếu họ vào làm thì rất khó. Sự phân tích của người lính già chỉ học tới lớp 7 thật đáng ngạc nhiên. Ông bảo, ông đã xem các hãng nước ngoài rồi, họ có đủ phương tiện quản lý hiện đại, nhưng thiếu 4 cái quan trọng nên sẽ không thành công. Cái gì mà quan trọng dữ vậy? Con người, địa lý, lịch sử, văn hóa. Chỉ là vận tải hành khách thôi mà. Vận tải hành khách mà không hiểu được 4 cái này chỉ có đổ nợ. Hóa ra, theo ông Thành, vận tải khách là đi chung với nhau một chặng đường, cần người không chỉ lái xe đưa đến, mà phải là bạn đường, là người chăm sóc trên đường, người phục vụ và cả hướng dẫn viên. Tất cả một nền văn minh vận tải. Đã qua rồi thời xin cho, ban ơn và chửi mắng. Vậy ông có nghĩ đến một lúc nào đó ông sẽ đầu tư ra nước ngoài bằng chính nghề vận tải hành khách? Có chứ, tại sao không? Hiện Thành Bưởi đã có hơn 200 chiếc xe chạy tuyến Cần Thơ, Sài Gòn, Đà Lạt. Giữ người, ông Thành nói, phải giữ được người, để mất người làm việc làm mất cả tiền. Cái cách giữ người của ông cũng rất rõ ràng, quyết liệt, dùng công nghệ hiện đại để quản lý. Có định vị, hộp đen, các đội kiểm tra chéo, liên lạc giữa các trạm. Không phải thích thì dừng, bắt khách, chuyển hàng. Nếu đường cao tốc tốt, tôi sẵn sàng cạnh tranh với cả máy bay, tàu lửa. Bằng cách gì ư? Chỉ là dịch vụ, chăm sóc khách hàng tốt hơn. Ông Thành cúp lại bí quyết thắng lợi hôm qua và cả định hướng cạnh tranh sắp tới. Thu hồi phù hiệu 201 phương tiện của nhà xe Thành Bưởi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi có trách nhiệm nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông Vận tải thông qua Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ ngày 3 tháng 11 năm 2023 đến 3 tháng 2 năm 2024. Trường hợp công ty Thành Bưởi không chấp hành nộp lại phù hiệu theo quy định, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng tổng hợp danh sách gửi thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý theo quy định. Đồng thời, thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải để các lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. Nếu phát hiện phương tiện vẫn tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. Bên cạnh đó, Phòng Quản lý Vận tải Đường bộ không thực hiện cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng không thực hiện cấp phù hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi trong thời gian công ty này bị xử phạt. Sau khi hết thời hạn xử phạt, nếu công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Trước đó, ngày 3 tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Với 8 lỗi vi phạm, nhà xe Thành Bưởi bị phạt tổng cộng 91 triệu đồng và bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong 3 tháng kể từ ngày 3 tháng 11. Ngoài bị phạt tiền và tước giấy phép, nhà xe Thành Bưởi phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, cập nhật đầy đủ, chính xác lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định,